Thưa quý vị, kể từ năm 2009, ngày 3 tháng 7 hàng năm, được sáng kiến thế giới không dùng túi ni lông Best Free Work lựa chọn là ngày quốc tế không sử dụng túi ni lông, với mục đích khuyến khích người tiêu dùng giảm sử dụng túi ni lông, thúc đẩy các giải pháp thân thiện với môi trường trên toàn thế giới. Năm nay là năm thứ hai Việt Nam hưởng ứng sáng kiến này. Trong suốt những ngày qua, nhiều nhà bán lẻ trên toàn quốc đã triển khai các hoạt động truyền thông cũng như có các hành động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Khách hàng sẽ được ưu tiên thanh toán nhanh hơn nếu mang túi của mình đến siêu thị mua sắm. Mỗi khách hàng khi không sử dụng túi ni lông của siêu thị sẽ được trừ trực tiếp 1.000 đồng trên mỗi hóa đơn. Hay áp dụng chương trình mượn túi môi trường với mức giá là 5.000 đồng. Đó là những hoạt động mà siêu thị này triển khai nhằm khuyến khích khách hình thành thói quen sử dụng túi tái chế, sử dụng nhiều lần. Khi đến siêu thị thì được tặng cái túi vải này thì tôi cũng cảm thấy rất hài lòng, bởi vì là sẽ mình có thể lần sau mình đi đâu, đi lên đây hoặc đi đâu mình vẫn có thể dùng lại. Túi như này thì được rất nhiều đồ, nhưng túi ni lông thì có thể mình phải là 5-7 cái túi ni lông. Số lượng khách hàng từ chối dùng túi ni lông đã tăng trưởng từ 3% năm 2020 lên 6% năm 2023, và đây là một cái con số mà tôi thấy là rất tích cực. Đặc biệt là năm 2024 thì đã có đến 1 triệu khách hàng từ chối dùng túi ni lông. Còn tại cửa hàng này, khách hàng tới đây không chỉ được xem triển lãm về bảo vệ môi trường, được check-in lan tỏa thông điệp sống xanh, mà còn được mang quà về là những chiếc túi thân thiện với môi trường. Đây là một cái rất là thiết thực để nghĩa là tăng cường hiểu biết của mọi người về sử dụng túi vải thay thế cho túi ni lông, giảm thiểu những cái tác động của mình đến môi trường. Chuyển đổi túi ni lông sử dụng nhựa thông thường thành túi ni lông sử dụng nhựa sinh học thân thiện với môi trường. Và bằng những cái nỗ lực đó thì hệ thống tiết kiệm được khoảng 34% so với định mức túi ni lông sinh học. Có nghĩa là tương đương với khoảng 38,2 tấn nhựa sinh học phát thải ra môi trường. Cùng với các hoạt động thực tế, các sản phẩm tuyên truyền được thực hiện và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội nhằm lan tỏa thông điệp, hình thành một thói quen mới văn minh hơn, đem lại nhiều giá trị cho cuộc sống của con người. Mỗi cá nhân đều có thể trở thành một nhà truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng. Mang túi ni lông, hết nhiều bằng gió. Ngoài những chuyện là cơ chế, chính sách, công nghệ và các thứ thì ta có cái tuyên truyền cho dân, để dân hiểu rằng chúng ta làm đây là chính vì chúng ta đầu tiên, tức là vì bảo vệ sức khỏe cho cá nhân mình, cho con cái mình, cho thế hệ trẻ của mình. Chỉ có dân tự giác thì mới thực hiện được. Theo đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam, mục tiêu đến năm 2025, 100% túi ni lông bao bì thân thiện với môi trường được sử dụng tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt, thay thế cho túi ni lông khó phân hủy. Thông qua sự kiện Ngày Quốc tế không sử dụng túi ni lông sẽ góp phần nâng cao nhận thức người tiêu dùng, hướng tới mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững, tạo đà khởi đầu để triển khai thành công mục tiêu giảm ô nhiễm rác thải nhựa của Việt Nam.